Hello, xin chào các bạn nha. Wow, các bạn ơi, sau khi mình đã mở hộp được bộ đồ xây chơi xe công trình này nha các bạn. Các bạn thấy chưa, rất là nhiều xe đồ chơi công trình luôn. Thì hôm nay các bạn cùng mình khám phá những món đồ chơi mình đã mở hộp ra nha các bạn. Wow, các bạn thấy chưa, xung quanh của chúng ta rất là nhiều món xe đồ chơi công trình đẹp luôn nè các bạn. Các bạn thấy chưa, rất là nhiều món xe đồ chơi công trình và siêu anh hùng, siêu nhân luôn nè các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Các bạn cùng mình khám phá nha. Đây, chiếc đầu tiên mình sẽ giới thiệu với các bạn nha. Đây là một bạn xe bồn nè các bạn. Đây là một bạn xe bồn chở rác nha. Wow, các bạn này có những cái bánh màu cam rất là to luôn các bạn. Bánh bánh xe màu cam rất là to luôn. Còn đây là cái nắp đằng sau của bạn đó nè các bạn. Cái nắp đằng sau có màu cam nè, có thể mở lên mở xuống được luôn các bạn. Cái thùng thì là màu xanh lá cây, còn cái đầu là màu vàng nè các bạn. Đây, cái nắp màu cam nha, mình sẽ mở thử nha, xem bên trong có cái gì nha các bạn. Wow, bên trong sẽ chứa hàng rất là nhiều luôn luôn các bạn ơi. Mình sẽ đậy lại nha. Phía trên này bạn có những cái còn màu xanh rất là đẹp luôn các bạn, có thể nâng được lên luôn là các bạn, nhìn rất là ngầu luôn. Đây, chiếc tiếp theo nha, mình đã thấy được một bạn xe này là xe lu nha các bạn. Wow, các bạn thấy chưa, đây là một bạn xe lu công trình nè các bạn. Bạn này là toàn thân là màu xanh dương hết các bạn ơi. Ồ, có cái càng là màu đỏ này, còn cái lu là màu vàng nè các bạn. Những cái bánh của bạn này là màu vàng rất là to luôn các bạn ơi. Wow, các bạn thấy chưa, bây giờ mình sẽ thử lăn thử nha. Đó, các bạn thấy chưa, xe lu này dùng để ủi đường á các bạn, làm đường á các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, sau khi mình đã ủi đường nè các bạn thấy chưa, cát đường đi là nó mịn luôn nè các bạn. Đó, mà xe lu của chúng ta sẽ đấy nha, mình sẽ giới thiệu tiếp tiếp theo nha. Wow, chiếc này cũng là có một cái đầu màu xanh dương nè các bạn, nhưng mà bạn này là xe cần cẩu nữa các bạn. Wow, cái phía cần cẩu đằng sau của bạn này là màu vàng rất là bự luôn các bạn ơi. Bạn xe cần cẩu này có những cái bánh xe màu cam nè các bạn, rất là to luôn các bạn ơi. Đó, còn đây là cái cần cẩu của bạn này nha. Đây, bây giờ mình sẽ thử cẩu cát cho các bạn cùng xem nha. Wow, bây giờ mình sẽ thử ghim xuống nha, cẩu cát nha. Đây, mình sẽ nâng thử lên nha. Wow, các bạn thấy chưa, mình cẩu được rất là nhiều cát luôn nè các bạn. Đó, và các bạn thấy chưa, cẩu rất là nhiều cát luôn. Rồi, chiếc tiếp theo mình đã thấy được một bạn xe tải màu cam nè các bạn. Wow, bạn xe tải màu cam của chúng ta có những cái bánh màu hồng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, bạn xe tải màu cam của chúng ta đây. Đó, bây giờ mình sẽ mở thử cái nắp đằng sau ra nha các bạn, xem phía bên trong này của bạn xe tải màu cam có cái gì nha các bạn. Bạn xe tải màu cam của chúng ta bên trong này có khoang chứa hàng rất là to luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đóng cái nắp lại nha. Mình sẽ xem thử động cơ của bạn xe tải màu cam này là chạy như thế nào nha các bạn. Đây là những cái bánh bình thường nha các bạn. Mình sẽ xài thử nha. Bánh thường luôn các bạn ơi, không có bánh dây cót các bạn ơi. Đây, mình sẽ bỏ qua bên đây nha. Các bạn thấy giờ mình đã khám phá được những bộ sưu tập đồ chơi của mình rồi các bạn. Còn đây của mình là một xe cần cẩu luôn các bạn ơi. Xe cần cẩu này là màu vàng nè các bạn. Các bạn thấy chưa, xe cần cẩu màu vàng của chúng ta là có chú công nhân nè các bạn, đang đội cái nón công trình nè. Vào xe của chúng ta có những cái bánh màu cam màu vàng rất là bự luôn các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, toàn thân của bạn này là màu vàng hết nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thử nha, cẩu đất thử nha các bạn. Bạn bạn này là có cái đồ cần cẩu nè các bạn. Wow, cái đồ này có thể điều khiển được luôn nè các bạn, nâng lên hạ xuống được luôn nè các bạn. Xe này rất là vip luôn các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, bạn này có những cái còi màu xám nè các bạn, rất là nhiều cái còi luôn. Bây giờ mình sẽ thử cần cẩu xúc cát thử nha. Đây, mình sẽ xúc cát thử nha. Đó, các bạn thấy chưa, mình xúc rất là nhiều cát rồi. Bây giờ mình sẽ dùng đồ điều khiển này mình đi cẩu lên nha các bạn. Này, bây giờ mình sẽ cẩu thử cát lên đó, các bạn thấy chưa. Bạn này cẩu được lên nè các bạn ơi, có đồ điều khiển cẩu cát được lên luôn nè các bạn. Thì mình sẽ bỏ qua bên đây nha, khi nào mình khám phá được tới chiếc xe ben mình sẽ đổ lên nha các bạn. Rồi, chiếc tiếp theo của chúng ta cũng là một chiếc xe cần cẩu các bạn ơi. Wow, chiếc xe cần cẩu của chúng ta có một cái đầu màu vàng nè các bạn, toàn thân của nó là có cái thân giữa là màu xanh dương, những cái bánh xe của nó là màu cam rất là to luôn các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, nó có một cái cần cẩu này màu vàng nè các bạn, có thể cẩu lên cẩu xuống được luôn nha các bạn. Chỗ này của nó là để cho chú công nhân vô ngồi điều khiển đó các bạn ơi. Cần cẩu này có thể hạ dài xuống được luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cẩu đất nha. Wow, các bạn thấy giờ cẩu đất rất là dễ dàng luôn nè các bạn.
Đó, cũng rất là nhiều đất luôn. Bây giờ mình sẽ nâng lên nha. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, chiếc tiếp theo của chúng ta là một chiếc xe gì đây? Wow, đây là xe gì mà phía bên trong này có chở hai con thú vậy các bạn? Đây là giống như xe chở thú á các bạn ơi. Wow, cái lồng sắt của nó nhìn kiên cố quá các bạn ơi. Toàn thân cái lồng sắt màu trắng hết luôn. Nó có một cái đầu màu cam nè các bạn. Những cái bánh xe của nó là màu trắng luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử mở cái nắp này ra nha. Đó, mình sẽ mở cái nắp này ra xem bên trong nó đang chở hai con thú gì nha các bạn. Đầu tiên là một con sư tử màu đỏ nè các bạn ơi. Wow, con sư tử màu đỏ nhìn rất là dữ luôn nè các bạn. Quá dữ luôn, mình sẽ bỏ lại nha. Còn đây là một con hổ màu xanh nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ con hổ màu xanh vô luôn nha. Wow, mình sẽ cùng đậy nắp lại để cho xe vận chuyển đi nha các bạn. Chứ không là hai con thú này là nó xảy ra ngoài đó các bạn ơi. Rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Đó, mình sau khi mình đã đậy nắp được rồi các bạn, mình sẽ bỏ qua đây nha. Rồi, tiếp theo của chúng ta là một chiếc xe bồn nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe bồn của chúng ta có những cái bánh xe màu vàng nè các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Còn đây là cái đầu màu của nó là màu xanh lá, xanh dương nè các bạn. Còn đây là cái bồn nước của nó là màu vàng nè các bạn. Wow, cái bồn nước của nó màu vàng nè các bạn ơi. Rất là to luôn. Còn phía trên đây của nó là có một cái nắp nè các bạn. Wow, các bạn thấy chưa? Cái nắp màu đỏ này mình có thể mở ra được luôn nè các bạn. Đó, phía bên trong này của nó là chở xăng nha các bạn. Đây có chữ là bồn xăng nè các bạn ơi. Wow, cái bánh của nó to lắm các bạn ơi. Phía đằng sau này của nó là có một cái cầu thang màu đỏ đi đi lên nè các bạn. Nhìn rất là ngầu luôn. Đây là cái biển số xe của nó nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này của chúng ta quá đẹp luôn các bạn. Mình sẽ bỏ nó qua bên đây nha. Rồi, chiếc tiếp theo của chúng ta là một chiếc xe container nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Chiếc xe container của chúng ta có cái thùng màu đỏ nè các bạn. Nó có một cái đầu màu xanh dương nè các bạn ơi. Những cái bánh xe của nó là màu xám nè các bạn. Wow, mình cùng xoay thử cái bánh xe đó nha. Đó, các bạn thấy chưa? Bánh bánh xe đằng sau là nó không có động cơ các bạn. Bánh xe đằng trước cũng vậy các bạn ơi. Còn bánh xe giữa nè có động cơ nè các bạn. Đó, các bạn nghe chưa? Khi mình xoay là nó kêu nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe này chạy rất là ghê luôn các bạn. Chiếc xe container của chúng ta bây giờ mình sẽ thử mở cái nắp đằng sau nha các bạn, xem phía bên trong nó rộng không nha các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Phía bên trong của chúng ta rất là rộng luôn nè các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình mở cái chiếc xe tiếp theo nha. Wow, đây là một chiếc xe ben nè các bạn. Chiếc xe ben của chúng ta đang chở những món đồ chơi công trình nè các bạn. Nó có một cái đầu màu trắng nè các bạn. Nguyên cái thùng đằng sau của nó là màu xanh dương luôn nè các bạn. Nó có hai cái bồn nè. Khi nào cần cẩu là cẩu lên nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ lên mạng chiếc xe container này, mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ xoay thử ra đằng sau nha các bạn. Đó, khi mình xoay ra được đằng sau nè các bạn, mình sẽ cẩu món hàng nó lên và mình bỏ lên đây nha các bạn. Mình sẽ bỏ lên. Rồi mình sẽ quay lại, mình sẽ xoay lại đằng trước nha. Wow, các bạn thấy chưa, rất là đẹp luôn. Còn đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe bồn chở rác nè các bạn. Wow, chiếc xe bồn chở rác của chúng ta có một cái đầu màu trắng nè các bạn. Còn cái bồn đằng sau của nó là màu xanh dương nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa, nó có cái nắp nè các bạn. Nó có thể nâng lên hạ xuống được luôn nha các bạn. Nâng lên hạ xuống để nó đổ rác xuống đất đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đóng cái nắp này lại nha.